Hello anh em, như các bạn cũng biết thì năm nay các hãng cạnh tranh cực kỳ mạnh mẽ ở mảng smartphone 5G từ phân khúc cao cấp cho đến giá rẻ. Ở Việt Nam thì đã có hai nhà sản xuất đạt được những chứng nhận nhất định để ra mắt những mẫu smartphone 5G. Tương tự Huawei cũng đã ra mắt em Huawei P40 và P40 Pro có 5G tại Việt Nam. Tuy nhiên điểm chung tại thị trường Việt Nam thì đều là các mẫu flagship và có giá khá cao. Tất nhiên nếu có mức giá rẻ hơn thì sự lựa chọn tốt nhất vẫn là một mẫu máy cũ, ví dụ như Galaxy S10 5G. Điều đặc biệt là một năm trước đây, em này có mức giá rất cao lên tới tận 26 triệu. Tuy nhiên tại thời điểm hiện tại thì đã xuống phân khúc tầm trung, chỉ gần 8 triệu tại cửa hàng XT Mobile. Tất nhiên là nếu bạn nào đã tìm hiểu và hiểu biết về em này thì có thể mua luôn. Còn mình và các bạn sẽ cùng phân tích xem việc mua một mẫu flagship cũ đã ra mắt từ năm ngoái thì sẽ có những điểm mạnh và điểm yếu gì trong video ngày hôm nay. Kể về điểm mạnh của em Galaxy S10 5G này thì dĩ nhiên màn hình là yếu tố phải nói đến đầu tiên. Em nó sở hữu kích thước màn hình không những lớn mà còn có độ phân giải cao cho phân khúc khi lên tới 6,7 inch, độ phân giải 2K. Máy mới ở phân khúc này đa số chỉ có độ phân giải cao nhất là Full HD, còn flagship cũ như Note 9 hay LG V50 thì cũng khó có em nào đạt đến kích thước tận 6,7 inch. Và dĩ nhiên với fan cứng của những bộ phim trên Netflix như mình thì trải nghiệm là cực kỳ đã. Mặc dù hiện tại thì không có nhiều thời gian nghỉ dịch, nhưng khi rảnh có cái màn hình to xem cũng đã hơn. Cá nhân mình thì khá thích màu sắc của màn hình OLED trên Samsung. Khi mà màu sắc thì rất nịnh mắt và nó không phù hợp lắm để chỉnh ảnh. Thế nhưng việc giải trí như mình nói trên thì rất tốt. Tất nhiên thì to quá có cái lợi cũng có cái hại. Khi mà tay con gái như mình cầm em Galaxy S10 5G này thì rất khó để ôm hết trong lòng bàn tay. Nhiều lúc cảm giác nó rất trơn và dường như sắp tuột khỏi tay vậy. Nên lời khuyên hãy cho em nó một cái ốp thật cute để bảo vệ túi tiền của bạn. Camera chính là điểm mạnh thứ hai mình muốn đề cập ở đây. Em Galaxy S10 5G này thì có những cải tiến nhất định so với Galaxy S10 cộng và xét tổng thể thì hao em Galaxy S20 cộng cũng có 4 camera, trong đó có sự khác biệt với S10 cộng chính là thêm ống kính TOF ở cả hai mặt trước và sau. Với sự nâng cấp này thì sẽ cải thiện khả năng chụp ảnh xóa phông cũng như áp dụng các tính năng cụ thể như quay video xóa phông sẽ hiệu quả hơn. Tất nhiên ở tầm giá này, để tìm một mẫu smartphone 4 camera không khó khi 8 triệu chính hãng sẽ có Realme 6 Pro, Mi Note 10 Lite, vân vân. Thậm chí chúng ta còn được trang bị thêm những cảm biến độ phân giải lên tới 64MP. Nhưng các bạn cũng biết là 64MP chụp ảnh chưa chắc đã đẹp. Với những em máy vừa kể trên thì điểm yếu chính là khả năng chụp đêm cũng như quay video là một điều mà mẫu flagship vừa ra mắt năm ngoái như Galaxy S10 5G thì làm rất tốt. Vậy nên dĩ nhiên bạn nào muốn một cụm camera nhiều tính năng và lại toàn diện thì vẫn nên chọn một mẫu máy flagship cũ như em S10 5G này. Về khoản hiệu năng thì phiên bản mình đang có ở đây là Exynos 9820 và chắc nhiều bạn cũng biết hiệu năng của con chip này như thế nào rồi. Với những nhu cầu cơ bản như lướt Facebook, lướt web, xem phim như con gái chúng mình thì không thành vấn đề. Tuy nhiên với các bạn nam chơi game nhiều thì sẽ cần biết một số điều như sau. Chắc chắn đây không phải là một con chip cho khả năng chơi game tốt nhất trong phân khúc. Nếu cạnh tranh thì sẽ có những mẫu máy sử dụng Snapdragon 730G hay 765G. Những năm gần đây, con chip Exynos hay bị chê là chơi game kém, thì nguyên nhân có lẽ chính từ phần mềm Game Optimizing Service của máy làm giảm hiệu năng của con chip trong quá trình chơi. Và nếu các bạn muốn khả năng chơi game tốt nhất thì hãy vô hiệu hóa phần mềm này đi để không bị bóp FPS. Bạn nào đang sử dụng Samsung, đặc biệt là những mẫu máy chạy Exynos, hoàn toàn có thể áp dụng cách này để cải thiện khả năng chơi game. Con chip thì là vậy, nhưng bù lại các bạn sẽ có tới 8GB RAM và 256GB bộ nhớ trong, một con số hiện tại chỉ có trên các flagship. Ngoài ra pin cũng là một điểm mạnh em này có khi có thể đạt được 6-7 giờ on-screen cũng như hỗ trợ sạc nhanh 25W. Tất nhiên như đã nói lúc đầu thì Galaxy S10 5G dĩ nhiên là phải hỗ trợ 5G rồi. Tuy nhiên đây là 5G tại thị trường Hàn Quốc chứ không phải là tại thị trường Việt Nam, vì đến nay chúng ta vẫn chưa chốt sử dụng loại 5G nào. Vậy nên nếu bạn nào muốn mua em máy này để sử dụng 5G tại Việt Nam thì tất nhiên là không rồi. Mua máy về để gọi là đề phòng thôi, biết đâu đến cuối năm sẽ dùng được. Tất nhiên làm gì có mẫu máy nào hoàn hảo nên chúng ta hãy cùng chỉ ra một số điểm yếu của em này. Thứ nhất, hỏng hóc cực kỳ khó sửa chữa vì rõ ràng em này không bán chính hãng tại Việt Nam mà chủ yếu qua đường sách tay nên chẳng may vỡ màn thì muốn sửa chi phí rất cao từ màn hình cho đến mặt lưng. Thứ hai là phần phụ kiện như ốp lưng, cường lực thì cũng không dễ tìm như hai người em của nó là S10 và S10 cộng. Thứ ba, bản Exynos vẫn là vấn đề hiệu năng thôi, tất nhiên các bạn có thể tìm bản Snap để mua. Nhưng dẫu sao, nếu bạn quan tâm đến những điểm mạnh và mình vừa nói trên thì Galaxy S10 5G vẫn là sự lựa chọn tốt. Các bạn hoàn toàn có thể mua em nó tại XT Mobile khi mà mức giá đang rất tốt, chỉ còn gần 8 triệu. Hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.